nhưng cái cột mốc quan trọng đối với chính đó, thì vị thái tử đã cho nấu và đúc những cái miếng vàng của vị và đã cho thợ họ họ khắc trên núi hình ảnh của Phật Thích Ca bằng laser rất là lớn và một núi rất là cao, và ngoài ra ở đó còn có lưu trữ cái xá lợi của Phật Thích Ca nhưng mà họ giấu trong cái vách đá đó. Một lát quý vị mình tới đó mình nhìn kỹ trên cái tượng đó, chúng ta thấy ngay cái chỗ mà người ta để cái xá lợi Phật Thích Ca là cái màu á, cái màu đó nó sẽ khác so với cái màu đá trên cái vách đó. Thành đố vì tìm được vị trí chính xác ha. Thôi mà thấy thấy thế xe không vàng mà để ngoài trời vậy đó. Chúng ta khi mà dừng xe thì quý vị mình sẽ xuống.